Chào quý cô chú anh chị và các bạn à, hôm nay mình cùng vào bếp làm món mực xào giòn nhé. Ở đây nguyên liệu mình mua một con mực này, con mực 1 kg, mực tươi nha các bạn, mực này ở biển rất là tươi nè. Rồi đây là củ hành tây 1 củ với rau cần, rồi có hành với tỏi băm nhuyễn ra, rồi lát nữa khi xào thì mình nêm một tí bột cà no thôi. Bây giờ mực này mình cắt ra nhé, các bạn thấy con mực to chưa? Mực này ngon lắm nha, mình mua ở chỗ mực uy tín, chưa có ngâm cái gì hết, rất là tươi ngon. Xào giòn một lát nữa các bạn chú ý cái phần mà mình làm để cho mực nó giòn cũng quan trọng lắm nha. Các bạn mà không biết làm thì mực này càng làm nó càng dai á, các bạn xào nó dai lắm. Ta biết cách ta làm nó sẽ giòn nó ngon. Con này 1 ký chắc là có lẽ ta phải bớt lại quá, làm nhiều quá. Nhà đông người ăn thì ta làm 1 ký, còn ít thì ta làm nửa ký thôi. Chắc mình làm nửa ký thôi quá. Rồi, mình quyết định này làm khoảng nửa ký. Rồi các bạn muốn cho mực mà nó ngon á thì các bạn sắp theo kiểu này nè. Lúc các bạn xào ra thì nó có hình giống như nó bong 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 á. Để con dao lướt nhẹ 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 thôi ha. Rồi ta quay trở lại. Rồi ta sắc cái miếng miếng như thế này thôi. Cái khứa này lát nữa nó bong bong nó đẹp lắm. Con mực dày ngon lắm. Chắc thôi ta làm một đĩa này thôi, thì ta làm mà nửa con, hơn nửa ký một tí xíu thôi. Cái phần ta để lại đây các bạn thấy không, phát ra nhiêu đây thì ta thêm củ hành này kia nữa, gia vị vào nữa thì được một đĩa đầy này. Đĩa này khoảng 4 người ăn được. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Giờ ta tiến hành xào. Các bạn lấy một cái chảo, các bạn để cho nó nóng lên. Cái khâu này là ta làm cho mực nó bớt cái nước đi. Cái phần các bạn để nước nhiều quá xào nó không có giòn, nó không có ngon. Rồi, chảo dầu lên nha, cho nó nóng. Rồi các bạn đổ mực. Dầu này nó nóng rồi các bạn đổ mực vào nha. Đổ mực rồi các bạn xào cho nó săn đi. Rồi sau cái nước này các bạn bỏ nó đi. Cũng là cái mực này mình mua chưa có ngâm, chưa qua ngâm nước thì cho nên nó cũng không có nhiều nước hết chứ. Và không có khô ráo ha. Miếng mực này mình cắt hơi bị to quá, tại cái mực này nó dày quá. Nếu các bạn mua mà cái chỗ mà không quen biết á, người ta ngâm nước rồi là xào nó ra nước vậy đó. Còn cái mực mình mua nè, các bạn thấy là không có miếng nước nào đó. Không có nhiều nước. Rồi các bạn múc cái này ra.
mình nghĩ là nó có nhiều nước cho nên mình muốn đảo cái khâu này để mình bỏ nước ra, nhưng mà thật ra nó cũng không có nước nha. Rồi, ngon quá, mực rất là tươi nha các bạn. Nếu các bạn mà đi Vũng Tàu thì mua mực gì thì nói mình cho số điện thoại mình lấy nha, chỗ này bán mực uy tín đó nè. Các bạn thấy nè, mình định xào để mình bỏ nước đi nhưng mà thật sự không có nước luôn. Rồi bây giờ ta mới tiến hành xào nha. Rồi trong cái phi này các bạn nhớ là bỏ hành với tỏi nha, cả hành với tỏi nó mới thơm, chứ nếu mà tỏi không thì nó cũng không ngon lắm. Câu này quan trọng lắm, cho nó vàng lên nè. Mực thì các bạn không có được bỏ nhiều muối nha, ta bỏ tí bột rồi nó ngon thôi, đừng có bỏ một canh muối vô là nó mặn á. Bản chất mực nó cũng hơi mặn rồi. Rồi để ăn xào nó nhạt nhạt tí xíu mà các bạn ăn chấm với nước tương thì nó ngon hơn, nước tương tỏi ớt á, chứ nếu các bạn làm mặn thì ăn nó mất ngon đi. Cái này để cho nó vàng nha các bạn nhé, cho nó thơm á. Giòn sần sật luôn thì mực không có nước khô ráo này. Ngon quá trời, nhìn cái dĩa mực hấp dẫn hơn. Rồi nó vàng rồi nè các bạn, đổ vào xào. Ngon chưa các bạn, thơm quá. Cái mùi tỏi với mùi hành nó quyện là thơm đó. Các bạn thấy không, không có miếng nước nè, xào cái này nó gọi là xào giòn. Hồi nãy cắt như này, giờ nó ra bong bong là đẹp nè các bạn nha. Hồi nãy mình đảo qua sơ qua thì mực nó cũng chín rồi đó. Còn nếu mà các bạn mà mua mực mà bị ngâm nước đó, nó nhiều nước lắm chứ các bạn xào nó không có giòn, mà càng để cho nước nó cạn cái nước đi đó, thì mực nó càng dai, nó sẽ không có giòn. Xong rồi ta bỏ cái này vào thì nó tí xíu là nó chín cho mình luôn. Cái này thật sự là xào giòn luôn rồi đó, ngon lắm. Các bạn nào mà không thích ăn hành thì ta bỏ ít thôi. Cái này mình thích ăn hành nên bỏ hơi nhiều, bỏ củ hành to. Vậy là nó đã chín rồi đó các bạn. Muốn cho cái mực này nó bóng nó đẹp đó, sau khi làm xong rồi các bạn chế thêm một tí dầu hào, dầu mè vào đây. Dầu mè nó vừa thơm, nó vừa thơm mà nó làm cho nó bóng cái mực lên nè các bạn thấy chưa. Xào rau gì cũng vậy á, các bạn cứ xào gần xong rồi nó bỏ một tí rồi nó bóng nó đẹp lắm, quá ngon luôn các bạn ơi. Rồi ta được xong một món mực xào giòn nữa các bạn. Rồi ta tắt bếp, bây giờ ta chỉ có bày ra đĩa. Rồi chúng ta vừa xong cái món mực xào giòn ha, chúng ta bỏ ra đĩa. Khi ăn cái này thì các bạn nhớ ăn với nước tương nha, nước tương tỏi ớt
nó mới ngon. Còn khi xào thì các bạn bỏ một tí xíu bột cờ no thôi nha, chứ đừng có bỏ cái gì vô là nó mặn đó. Ta ăn thử nha. Đây ta ăn cái rau à. Giòn lắm các bạn. Mực rất ngon. Xào các bạn thấy không? Không có tí nước nào luôn. Cái lúc mà mình xào lần trước đầu tiên để mình bỏ nước cũng không có miếng nước nữa. Như vậy là mực nó rất là giòn thì chưa ngâm qua nước. Giòn nó sần sật chứ không phải mà nó giòn mà nó dai. Nếu mà mực có nước rồi các bạn xào cho nó cạn cái nước nó đi là mực nó dễ bị dai lắm. Ăn kèm với củ hành nha. Củ hành ngon lắm. Đây rau cần à. Ngon lắm nha các bạn. Mình cắt như thế này là miếng hơi to. Cắt nhỏ nó xíu. Này to quá ăn cắn luôn luôn. Rồi miếng nhỏ ăn. Ăn cái rau cũng rất là ngon ha. Miếng nào cũng to rồi trời. Mực thì nó hạp với nước tương. Cho nên các bạn làm đừng có bỏ nước mắm nha. Mình chỉ nêm một tí cờ nò thôi, cũng không có bỏ bột canh hay muối gì nữa. Với mình nó dày. Ngon. Ngon quá các bạn. Các bạn mà mua mực thì các bạn hỏi mình đưa số điện thoại nha. Giòn nó ngon, mực rất là ngọt. Xin tạm biệt các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.